vị, chiều ngày 6 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ nguồn vật tư, trang thiết bị y tế thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 do các đơn vị và doanh nghiệp ủng hộ với tổng giá trị trên 287,8 tỷ đồng. Tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành liên quan đã tiến hành trao bản tiếp nhận và thư cảm ơn đến các đơn vị gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, Công ty Cổ phần Tập đoàn PRG và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank, Tập đoàn Sea Group, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhự Duy Tân, Quỹ từ thiện Mái ấm Thế giới Di động, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, Công ty YKSH Việt Nam, Công ty GSENC Hàn Quốc, Tổ chức Project Việt Nam Foundation Hoa Kỳ và Công ty Cổ phần B Group đã chung tay ủng hộ nguồn vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí hơn 287,8 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu thay mặt thành phố cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ và chung tay của các doanh nghiệp dù thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sản xuất, chăm lo đời sống người lao động nhưng vẫn dốc hết sức mình để chia sẻ những khó khăn với thành phố Hồ Chí Minh. Ý nghĩa mà chúng tôi có thể thấy rằng là gì? Với những cái sự đóng góp rất là nhỏ bé của chúng tôi cũng mong rằng là cùng với lại cộng đồng doanh nghiệp mình góp một cánh tay của mình vào để mang lại cái sự hồi sinh cho cộng đồng và đồng thời góp sức để mà đẩy lùi cái đại dịch COVID-19 này. Thời gian qua, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 950 tỷ đồng tiền mặt từ các đơn vị, mạnh thường quân và nguồn lương thực thực phẩm trị giá hơn 300 tỷ đồng, cùng trang thiết bị y tế hơn 3.000 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực lớn giúp thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và sớm trở lại vị thế đầu tàu về kinh tế của cả nước trong thời gian tới.